Ê, xin chào tất cả mọi người nhé chào mừng mọi người đến với clip tiếp theo của đội 98 gaming rồi thì sau đây mình sẽ cho mọi người một số công bố và tin tức cực kỳ vui vẻ đây thì trên kênh của mình đang có event rất là nhiều dành cho mọi người rồi đúng không thì mình đã hứa với các bạn đó là mình sẽ tặng thỏi và các cái đặt tặng một cái mã cốt in game giá trị là 20 thỏi vàng cho những bạn nào may mắn comment ở dưới những tức là những có một clip nào đạt được 50k view tức là từ ngày mà mình ra event ấy mà từ ngày đấy tức là những cái clip 50k view trước đấy không tính nha Bắt đầu từ lúc mình ra event mà clip nào các bạn cày được đến 50k view ấy thì mình sẽ tặng 20 thỏ vàng cho tất cả những cái bạn comment ở bên dưới cái clip 50k view đấy à, đúng không thì hôm nay đã có một clip đạt 20k 2 mốc 50k thỏ vàng à, là 50k view rồi thì mình sẽ tặng cái mã code in game 20 thỏ vàng cho một bạn may mắn comment ở dưới clip đấy nha và từ bây giờ những clip nào các bạn xem có thể những clip nào gần đạt được 50k view thì các bạn có thể cày thật nhanh lên đủ 50k view để nhận 20 tờ vàng tiếp nha rồi thì bây giờ mình sẽ qua mình sẽ nhận quà trước đã và cái này mình mở hộp trước đã các bạn đấy. cái gì đấy kim cương à tưởng một hộp kim cương như... <laughs> mà không ra ố bảy kim cương thật này Ô, ngon mồm gì mà đâu cũng đập mồm đập miệng thế chứ nị hôm nay là thứ sáu à hôm nay thứ sáu mà nhà phát hành riêng bật mí cho cái cái à cái, tuần trước bật mí rồi mình tao nói về cái đào dương đào dương thì chắc nó vẫn giống tuần trước thôi mà tuần này làm gì có x2 đâu rồi thì bây giờ mình sẽ quay sang cho các bạn một clip mới nha đây thì đây chính là cái clip mà đạt được 50k view nha các bạn nha cái clip này là mới đạt đạt được 50k view này đấy. thì mình sẽ trích thông tin ở bên dưới đã xem các bạn nào spam không rồi thì những bạn nào đã comment ở bên dưới thì mình quay trung thưởng Chúng bạn nào thì bạn đấy sẽ được nha thì mình sẽ thực hiện đúng lời hứa như của mình lan đùm cái Mình sẽ lấy Mình sẽ lấy gian đun trực tiếp luôn Đấy để cho không phải bị gian lận Hay là mình thiên vị một ai nhé Chúng bạn nào bạn ấy được Đấy các bạn thấy cuộc... Lấy thở vàng có dễ không ạ Ok Rồi bây giờ mình sẽ pick ra người win nha phan bê tông không phan bê tông cốt thép không gì xét AP ABP TV Anh cho em đi chung thuyền được không anh em không có tiền à thuyền của anh thì lại không có thuyền đôi anh chưa chế tạo thuyền đôi bởi vì anh thiếu viên kim cương rồi thì chúc mừng em mong là em có tiền để có thể chế tạo thuyền ha Cái này thì chắc là quay chưa Ui giờ sẽ quay chưa sao em mình sẽ tìm tên bạn đấy xem có ra tên không đã hay là bạn đấy không có mình tên à đây đây rồi ôi như bạn này online thật 444 ngày trước trời ơi Ủa sao bạn ấy off một năm mà bạn ấy comment được ta À tức là bạn ấy chỉ vào comment thôi chứ bạn ấy không có vào game Ôi tặng bạn này thì phí lắm Ở đây mình sẽ tìm một bạn khác nha Mình sẽ tặng một bạn thực sự chơi game ấy Không để nó rất là phí thỏi vàng bạn này cũng con nick cơ mình sẽ tìm một người game đây rồi thỏ trùm báo bạn thỏ trùm báo nha các bạn nhé đấy bạn thỏ trùm báo chính là bạn trúng thưởng rồi bây giờ mình sẽ quay ra mình tặng cho các bạn đấy này 14 bốn giờ trước rồi bạn này thì có vẻ có chơi game này hợp lệ này ố rồi mình vào game mình tặng lại nha các bạn nhé cái tình trạng này thì nó các bạn thấy đều đều và cũng hơi buồn buồn rồi đúng không đấy thì nó không có gì là lạ cả nó gọi là thường xuyên rồi cho nên là mọi người đừng có buồn nhá cái điều mà nó diễn ra thường xuyên thì không biết là các bạn đã giành được cái cái cúp chưa mình nghe có vẻ cái event này hơi xương các bạn ơi Đa số các bạn đều không kiếm ăn được Hầu như nhiều bạn vẫn chưa câu được cái con cá Ví dụ các bạn, ví dụ nhà phát hành để cái event đó là câu được bóng 6 đi Thì nó còn dễ Đây đây đã câu bóng 6 nó đã khó rồi Nó còn phải mặc định cái con đúng cái con cá đây nữa Thì làm sao mà ăn được cái event này Đúng không các bạn? À thì khó quá. Ví dụ mặc, ví dụ mặc định là chỉ câu bóng 6 là sẽ được điểm, ví dụ một cái bóng 6 là một điểm cơ. Đây các bạn nhìn có cá trên có, có hai người. Thì mặc định câu bóng 6 là sẽ được uh, một điểm đi. Đấy. Bây giờ cứ chỉ định gọi là, là bóng 6 bất kỳ, bởi vì trong bóng 6 nó có bóng cùi và bóng xịn thì cơ được bóng 6 bất kỳ là sẽ được điểm thì nó còn hay. Đây là mặc định con cá voi lưng gù thì khó lắm Bởi vì nhiều khi lên bóng 6 nó không đúng nữa. con cá voi lưng gù cơ Tôi bảo rồi, cái, cái, mình bảo rồi, cái sự kiện này nó có hách cũng phải bó tay câu Có câu có, có, săn được thì cũng chưa chắc đã câu được Em là fan anh à, cảm ơn Đạt nhé có săn được cá thì chưa chắc, chắc đã câu được bởi vì bây giờ cái cách câu cá của bóng 6 nó đã khác biệt hẳn tất cả con bóng khác rồi có hack tu cũng bó tay thôi cũng không thể câu được đâu rồi mình sẽ tìm bạn vừa nãy mình tặng quà lại nhá. Mình tặng cốt lại nhá. Rồi. Cốt sẽ là 20 thỏi vàng nhé các bạn nhé. Mình sẽ gửi thư cho bạn đó. Đây. Các bạn có thể muốn yêu cầu nhận bất cứ đồ gì từ 20 thỏi vàng trở xuống có thể là 22 thỏi vàng cũng được. Mình cái áo cũng được. Đấy, nhưng mà cái đồ trên vượt mốc 20 thỏi vàng thì không có đâu nha. Vương miện được. Ờ, bây giờ mình sẽ tặng quà cho bạn đấy tặng cho bạn đấy bạn đấy mua gì thì bạn mua các bạn không biết bạn ấy cần cái gì nên là cứ tặng thỏi vàng chay nhé chúc mừng em chúng cốt 50k view hình ảnh đấy bây giờ cứ clip là các bạn cứ cày đi clip nào đạt được đến 50k view là lại có thỏi vàng tiếp mình đã nói với các bạn rồi kể cả một nghìn thỏi vàng mình vẫn tặng được rồi tặng thỏi vàng thành công nha mình sẽ vào thư mình chết cho các bạn xem đây Ồ hai bạn này đều chưa nhận thỏi vàng luôn Ơ lần trước tặng bạn này bạn này cũng chưa nhận luôn này Bạn này có chơi game không vậy Min Min PT1 Không biết bạn này có nhận thỏi vàng không Tặng phí thật đấy Gửi cái thỏi vàng cho các bạn đấy rất là phí Min Min Các bạn phải biết là 20 thỏi vàng là một giá trị rất là nhiều và giá trị 50 8 ngày trước Ủa bạn này không nhận đọc thư à Bạn này không nhận thư à Tặng thỏi vàng mà bạn này không nhận thư luôn Bạn này có online mà Và bạn này cũng không xem clip của mình luôn Nếu bạn này có xem clip của mình Thì bạn ấy đã nhận thỏi vàng rồi Phí thế nhở Ừ phí thật Phí mất 50.000 của mình đấy mỗi một cái mã cốt này 50.000 các bạn rồi thì mình cũng di phép dừng clip tại đây nha cốt mình đã trao rồi đấy bạn nào mà muốn nhận cốt nữa thì lại cày view đi cứ clip đạt được 50k view lại thì mình sẽ tặng cho một bạn bất kỳ comment ở dưới clip 50k view đấy, đấy. chỉ tính những bạn ở comment ở dưới clip 50k view đấy thôi nha các bạn nhé nên là các bạn cày view thì cày cũng phải comment ở dưới những clip 50k view đấy nha đấy những bạn nào thường xuyên chăm chỉ like đấy mình bảo rồi những bạn nào đăng ký kênh like chia sẻ xem clip thường xuyên nó sẽ có sẽ có kết quả mà đúng không mình sẽ đền bù cho các bạn những kết quả mà các bạn đã cố gắng giúp mình rồi và clip của mình xin phép dừng ở đây nha bye bye mọi người chúc mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ thì ngày hôm nay mình vẫn chưa di xét sang ngày mới cho nên là cũng chưa có đồ gì để mở ấy. đấy đồ thì nó vẫn như hôm qua con lợn được thôi có gì đâu quà định chưa di xét đấy nếu mà di xét thì chúng ta sẽ làm vài xét mở hộp này cho nó chiến chiến luôn đúng không hôm nay thì vẫn đang giống qua Bởi vì nó chưa sang ngày mới mà rồi clip mình xin dừng tại đây nha bye bye mọi người đừng quên là bấm like chia sẻ bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình đấy các bạn phải bấm like chia sẻ đăng ký kênh comment từng ôi rồi à, Đít luôn comment thường xuyên thì mình có, có cái kết quả được nhá yeah. clip mình dừng tại đây bye bye mọi người chúc mọi người xem clip thật là vui vẻ nhá bye bye